cắn nha. Chọc chọc nó dứt à. Dữ lắm. Con này là con nhỏ nhỏ, nó cứ đột dữ lắm. Thank you.
số ông vô lần về dài lắm quần số. Huyện Gò Công Đông, xã Tân Đông, chánh sự Nguyễn Thanh Dân. Quý vị đến đây đường để giúp việc liên quan thân mật. Thôi. Thank you.
Kính thưa ngài, giữa các chức phó trưởng ban tôn giáo sư cũ, kính thưa ngài, gọi đức thân phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, kính thưa quý ngài lãnh đạo các cấp, quý vị khách quý, khách quý đại hội, qua hai ngày làm việc tù bỉ khẩn trương và hôm nay đại hội nhân dân chính thức năm nhâm dần 2022 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức và chủ tịch chân thành tri ân quý ngài lãnh đạo đảng chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc và lãnh đạo các ban ngành chức năng, đặc biệt là quý các lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, phường Long Hoa, quý đại biểu trung ương các tỉnh thành phố đã nhận lời mời đến tham dự đại hội chức dân chủ, góp phần quan trọng cho đại hội được thành công tốt đẹp trên trời. Và kết quả của đại hội dân dân đó là toàn tỉnh Tây Ninh lần này, quý đại biểu đại hội đã góp trí tuệ rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc hành đạo chu kỳ 5 năm qua, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thực hiện phương hướng hành đạo trong 5 năm tới. Đại hội đã tập hợp rút hết các bạn nhiệm vụ nhân dân nhân dân đại hội hội thánh năm nhâm dần 2022 để đặt đề nghị lên đại hội hội thánh tăng thưởng cho các vị hữu công cùng đạo có đủ điều kiện thánh phẩm kế thừa nhân lực hành đạo trong bước phát triển kế tiếp, quan niệm của sống tốt đời theo đạo cùng với xã hội thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuân thủ nghiêm luật tín ngưỡng tôn giáo theo phương châm nước gì đạo khác. Thưa quý ngài và quý vị, đại hội nhân dân tổ chức năm nay được thành công tốt đẹp và nhờ sự quan tâm nhiệt tình giúp đỡ của các lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc từ trung ương đến các tỉnh thành phố, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các cơ quan hữu quan để liên quan đã tạo mọi điều kiện cần thiết và thuận lợi nhanh chóng về sự khởi tụy của tiêu chí các tổ chức tiếp nhận chuẩn bị nên việc chuẩn bị đại hội đảm bảo kịp thời và có chất lượng cao, góp phần quan trọng của đại hội được thành công. Một lần nữa, hội thánh và ban tổ chức chân thành cảm ơn sâu sắc, kính chúc quý ngài lãnh đạo các cấp và toàn thể quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, gia quyến được an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chân thành trân trọng cảm ơn ban tôn giáo chính phủ, quý cấp lãnh đạo quân, quý cấp lãnh đạo tỉnh thành phố, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các sở ban ngành chức năng và thị xã Hòa Thành đã giúp đỡ ban tổ chức về mọi mặt và lãnh đạo những nơi tận công vụ không đến dự đã gửi thư dẫn qua chúc mừng đại hội. Xin cảm ơn các bộ phận có liên quan đã nỗ lực ngày đêm phục vụ đại hội để đem lại thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan chức năng và cán bộ phận được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn cho đại hội. Thay mặt hội thánh và chủ tọa, còn tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội nhân dân trong nhân dân 2022. Sau đây dùng di động viên chức hội ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị khách quý dùng đẹp trai thân mật cho hội thánh được tổ chức tại những trung tư đường và tất cả quý đại biểu chúng ta theo như sau sẽ là dùng tại đây.